Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Xuân Phúc đợi dài cổ, đầu tư không thấy vào. Học giả Trung Quốc nói Hà Nội chưa thể thay thế được Bắc Kinh, kể cả khi thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Bài đã được đăng trên trang Hoàn Cầu Thời báo vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, đặt câu hỏi liệu Trung Quốc sẽ bị chịu thiệt sau thỏa thuận mậu dịch thương mại tự do giữa châu Âu và Việt Nam hay không. Tác giả Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, mở đầu bài viết trên bàn về việc truyền thông quốc tế đưa ra thông tin rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang tạo điều kiện cho xu hướng đầu tư nước ngoài rời khỏi Trung Quốc. Bài báo có đoạn, Việt Nam, như truyền thông đưa tin, dường như đang đảm nhận vai trò thay Trung Quốc và châu Âu, cũng có thể nắm lấy cơ hội để giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu EVFTA giữa đại diện châu Âu và chính phủ Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 19 tháng 6 năm 2019 sau 9 năm đàm phán. Việt Nam được cho là đi tiên phong thêm một bước và có lợi thế ở khu vực khi ký kết và có các hiệp định thế hệ mới EVFTA được thông qua tại châu Âu. Giáo sư Hứa đã mô tả thực trạng rùm beng về hai kịch bản qua mặt Việt Nam thay thế Trung Quốc và xa rời, tức là châu Âu bớt phụ thuộc vào Trung Quốc trong những năm gần đây và đã là ý nghĩ viển vông. Ông viết, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các thành viên của ASEAN vào năm 2019. Việt Nam đang ở giai đoạn công nghiệp hóa khác với Trung Quốc và Việt Nam cần phải dựa vào thị trường Trung Quốc do chuỗi cung ứng và công nghiệp bị thiếu hụt. Việt Nam đạt mức xuất khẩu 260 tỷ đô la trong năm 2019, trong khi Trung Quốc có mức xuất khẩu 2,5 nghìn tỷ đô la cùng năm. Điều này đã khiến nhiều người khó tưởng tượng Việt Nam lĩnh hội vai trò của Trung Quốc. Giáo sư Hứa đã chia sẻ bài viết của mình như vậy. Tác giả cũng ghi nhận về tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu khi có Hiệp định Thương mại Tự do, nhưng lưu ý rằng xuất khẩu của Việt Nam vẫn phải có thể đối mặt với các rào cản phi thuế quan như quy tắc xuất xứ và nguyên tắc phát triển bền vững. Đó là những hạn chế mà Việt Nam không thể giải quyết về ngắn hạn để đáp ứng các yêu cầu của châu Âu. Giáo sư Hứa đã viết như vậy. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2020, Quốc hội của Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 9 đã biểu quyết thông qua với đa số tuyệt đối cho cả hai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA. Chính khu mậu dịch tự do của Trung Quốc ASEAN đã góp phần rất lớn cho Việt Nam và đã tăng trưởng mạnh mẽ thương mại Trung Quốc ASEAN, tức là tăng gấp khoảng 10 lần, từ 54,8 tỷ đô la vào năm 2002 lên 587,9 tỷ đô la trong năm 2018. Và điều đó dẫn đến thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục. Trong khi giáo sư Hứa thừa nhận theo đuổi đa phương hóa và đa dạng hóa thương mại nước ngoài luôn là mục tiêu của Việt Nam đối với hợp tác nước ngoài, thì ông mô tả việc tiếp quản vai trò của Trung Quốc không phải là điều mà Việt Nam muốn cũng như là việc không thể thực hiện được. Và bàn tiếp về kịch bản châu Âu xa rời Trung Quốc, tác giả này nói tiếp, quan điểm này không có cơ sở. Đây là hình ảnh các nhà lãnh đạo Việt Nam đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngày càng nhiều các quốc gia ở châu Âu tham gia vào các hoạt động sáng kiến vành đai và con đường do Trung Quốc đề xuất, và một số nước đã ký bản ghi nhớ với Trung Quốc về việc cùng nhau thúc đẩy vành đai và con đường. Ngoài ra, các chuyến tàu chở hàng Trung Quốc và châu Âu đã tăng tần suất và khối lượng hàng hóa trong bối cảnh đại dịch. Bên cạnh hàng hóa có thể ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, các đoàn tàu cũng đã chuyển các vật liệu phòng chống đại dịch quan trọng đến châu Âu. Và thay vì xa rời, Trung Quốc và châu Âu sẽ phát triển thành một liên minh chặt chẽ với các lợi ích chung, tác giả Hứa Lợi Bình đã nhận định như vậy. Và Hiệp định Thương mại Tự do cũng giúp Việt Nam giảm lệ thuộc vào Trung Quốc như thế nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Trung Quốc là thị trường quan trọng với Việt Nam, nhưng để tránh rủi ro độ phụ thuộc cao vào một thị trường, hai hiệp định ký với Liên minh châu Âu sẽ là hữu ích với Việt Nam. Theo chuyên gia kinh tế và tài chính quốc tế Đinh Trọng Thịnh từ Bộ Tài chính Việt Nam cho biết. Và hai hiệp định thương mại tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA, ngoài việc giúp nâng cao năng lực của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam, còn giúp Việt Nam đa dạng hóa và tốt hơn thị trường, khách hàng, sản xuất, chế biến, xuất khẩu, trong đó giúp quốc gia Đông Nam Á với trên 97 triệu dân tránh rủi ro kỹ thuật khi phụ thuộc sâu vào một thị trường nào đó như trước khi có hiệp định này.
và trong phần 2 cuộc trao đổi với đài BBC tại London hôm 9 tháng 6 năm 2020. Từ Hà Nội, chuyên gia kinh tế và tài chính, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh từ Bộ Tài chính Việt Nam nhận định về khía cạnh này. Đặc biệt nhấn mạnh tới thị trường ở một quốc gia láng giềng là Trung Quốc và những lý do vì sao có sự phụ thuộc và giao thương lâu nay của Việt Nam vào thị trường đó và đối tác đó. Vị này chia sẻ, cái này là cái mà Việt Nam đã nói đến và cũng đã nói nhiều. Việt Nam mong muốn đa dạng hóa thị trường, nhập khẩu, đầu tư từ lâu rồi. Đây là hình ảnh hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng Cát Lái ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã thấy việc này không thể một sớm một chiều, bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam trước đây rất thuận tiện với thị trường Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông. Thứ hai, nó rất đa dạng, phong phú và nó cũng phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng khi sản xuất ra những sản phẩm mà tầm bình dân và trung bình của xã hội. Thứ ba nữa là thực sự, dù sao đi nữa, thì thị hiếu của hai bên cũng tương đối giống nhau. Do đó, nên khi phía các doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu về phẩm cấp, nguyên liệu hay là hàng hóa, thì phía Trung Quốc sẵn sàng hợp tác ngay. Họ cũng có từ A đến Z, tức là từ sản phẩm cấp thấp nhất đến sản phẩm cấp cao hơn, họ đều có cả. Và vì thế, các doanh nhân Việt Nam cũng có sự quen thuộc trong giao thương với Trung Quốc. Và chúng tôi cũng nói rằng, thực sự giao thương lớn với bất kỳ một quốc gia nào thì nó cũng dễ dẫn đến sự phụ thuộc về kinh tế. Và tới đây, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Tài chính Quốc tế Học viện Tài chính Việt Nam đã bình luận phân tích thêm về tính rủi ro nếu một nền kinh tế có sự phụ thuộc quá lớn vào một nền kinh tế, thị trường khác, và vấn đề này sẽ được cân bằng hơn ra sao khi Hiệp định Thương mại với châu Âu được ký kết. Ông nói, rõ ràng người ta chỉ có khủng hoảng thôi, hoặc là người ta bóp nghẹt bằng cách văn bản một cái chính sách nào đó thì lập tức là nền kinh tế của anh chao đảo. Và vì thế cho nên việc đa dạng hóa nhập khẩu trong các hiệp định thương mại tự do với châu Âu và bảo hộ đầu tư với châu Âu là rất quan trọng. Thứ nhất, các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu có thể đến đầu tư ở Việt Nam nhiều hơn do điều kiện rất thuận lợi cho họ và họ được đối xử một cách rất rộng rãi như là đầu tư trong nước, cho nên họ sẽ đầu tư nhiều hơn. Và từ đó, công nghệ của châu Âu, công nghệ hiện đại của thế giới sẽ đi vào Việt Nam và các nhà đầu tư Việt Nam sẽ có được hiểu biết và nhận thức về công nghệ tốt hơn và nguồn tìm kiếm về công nghệ cũng dễ hơn. Mặc dù nó sẽ đắt hơn và nó sẽ sản xuất ra sản phẩm đạt phẩm cấp cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, những loại mà có thể xuất khẩu được khắp nơi trên thế giới, thì điều này là điều rất tốt. Đây là hình ảnh một chiếc máy bay chở khách A350 của hãng Airbus đứng trên dây chuyền lắp ráp cuối cùng tại nhà máy Airbus ở Toulouse. Và như vậy, doanh nghiệp Việt Nam có thể thay thế được những công nghệ cũ mà trước đây họ nhập từ phía Trung Quốc để sản xuất những mặt hàng gọi là bình dân. Và một điều được đặt ra, nó sẽ nâng tầm phẩm cấp thoát khỏi hàng bình dân. Một lợi ích nữa mà Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư mà Việt Nam có với Liên minh châu Âu đem lại. Theo đó, Phó Giáo sư Đinh Trọng Thịnh nói rằng đó là việc các doanh nghiệp Việt Nam từ nay có thể nâng tầm được đẳng cấp chất lượng hàng hóa của mình để làm từ hàng bình dân có thể vươn ra và bán hàng với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Và điều thứ hai là nguyên liệu, vật liệu đầu vào thì trong hiệp định mới yêu cầu các sản phẩm hàng hóa chỉ được hưởng lợi thế về thuế cũng như về định lượng khi mà hàng hóa đó đạt xuất xứ tại Việt Nam, có nguyên vật liệu phụ kiện, có xuất xứ của các nước thuộc châu Âu. Và rõ ràng như vậy, nó buộc các doanh nghiệp Việt Nam muốn có được ưu đãi thì phải tìm được những nguồn nguyên liệu, vật liệu phụ kiện trong nước hoặc là mua vật liệu phụ kiện từ các nước trong Liên minh châu Âu. Và đây là điều mà cho đầu vào thay đổi một cách đáng kể. Nó cũng giống như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, đó là buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải có nguyên nhiên vật liệu đáp ứng đủ tiêu chuẩn phẩm cấp của các nước trong CPTPP. Và trong CPTPP, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tìm kiếm nguồn vốn cũng như thiết bị yếu tố đầu tư vào của các nước từ khu vực hiệp định này. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu với tỷ lệ 94,62%. Thì nay lại tiếp tục với Hiệp định Thương mại Tự do, họ buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải làm điều này, thì rõ ràng đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam xuất được những hàng hóa đạt phẩm cấp quốc tế và họ cũng làm cho các doanh nghiệp Việt Nam đạt được những yêu cầu tốt nhất. Tóm lại, nó sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam vươn lên khỏi việc sản xuất hàng hóa bình dân và với công nghệ ở tầm thấp để mà bứt phá, vươn lên công nghệ cao, năng suất tốt và tạo ra những hàng hóa đạt phẩm cấp quốc tế, đồng thời giảm và tránh được những rủi ro khi phải phụ thuộc kinh tế vào một thị trường hay nền kinh tế nào đó.
Và đây chính là điều mà chúng ta mong muốn, và nền kinh tế Việt Nam phải vươn lên qua chuyện này. Như thế, hiệp định này sẽ đáp ứng được những định hướng phát triển tích cực, bền vững và tốt đẹp cho Việt Nam và nền kinh tế quốc dân. Và với dân số hơn 500 triệu người, với GDP là tổng sản phẩm quốc nội khoảng 15.000 tỷ đô la, chiếm 22% GDP toàn cầu, Liên hiệp châu Âu là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai thế giới và hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Một khi hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, hơn 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Trong báo cáo được công bố vào ngày 19 tháng 5, Ngân hàng Thế giới ước tính chỉ riêng việc tận dụng các ưu đãi thuế trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do sẽ có thể giúp GDP của Việt Nam tăng 2,4% và xuất khẩu tăng 12% vào năm 2030, đồng thời tạo thêm 100 đến 800 nghìn người thoát nghèo vào năm 2030. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán tuy có gây khó khăn ban đầu, nhưng về lâu dài cũng là cơ hội tốt, bởi vì hiện nay thế giới đều thấy rằng các nước phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, cho nên cần phải điều chỉnh lại hướng sản xuất, và điều này sẽ là cơ hội và có lợi cho đất nước khác, trong đó có Việt Nam. Đây là hình ảnh chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh vừa bị đóng cửa và 11 khu phố xung quanh cũng bị phong tỏa trong ngày 13 tháng 6 năm 2020. 517 người được xét nghiệm tại chợ Tân Phát Địa tuần qua và có tới 45 người có kết quả dương tính với virus corona, mặc dù không người nào trong số họ có triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán. Phạm Chi Lan, chuyên gia đã chia sẻ viêm phổi Vũ Hán sẽ là cơ hội để Việt Nam có thể thoát ra khỏi sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Bà nói, tôi nhấn mạnh là việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do không chỉ có lợi cho những nước như Việt Nam mà có lợi cho chính Liên hiệp châu Âu hoặc Hoa Kỳ hay Nhật Bản khi họ điều chỉnh lại, bởi vì sự lệ thuộc quá nhiều vào một nước đều không tốt. Bài học này là rất cay đắng đối với Việt Nam rồi, kể cả các sản phẩm tiêu dùng trong nội địa. Nhiều khi hàng rẻ của Trung Quốc đã làm cho các doanh nghiệp Việt Nam không có cơ hội để phát triển được nữa. Và đối với Liên hiệp châu Âu cũng tương tự như vậy, hiện nay các nước trong khối này cũng cần cấu trúc lại kinh tế của mình, cần tạo công việc làm mới cho người dân. Ai cũng thấy rõ là một xã hội không thể chỉ có những người giàu, không thể chỉ có những doanh nghiệp thật lớn, mà rất cần những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người tạo công việc làm cho xã hội. Bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc thì sẽ tăng thêm cơ hội cho người bản xứ. Và như sự cay đắng ở Ý chẳng hạn, khi để cho ngành may mặc rơi vào tay Trung Quốc quá nhiều thì những thương hiệu của Ý bán với giá của Ý, nhưng tất cả những lợi ích đều rơi vào tay người Trung Quốc. Tôi tin là hiệp định này sẽ mang lại những cơ hội mới cho cả Việt Nam lẫn Liên hiệp châu Âu để cùng nhau nâng sự phát triển lên một thời kỳ mới. Điều này chắc chắn mang lại lợi ích rất lớn cho Việt Nam khi Việt Nam đang rất muốn chuyển giai đoạn phát triển của mình, thoát khỏi tình trạng gia công như lâu nay, kể cả đối với đầu tư nước ngoài và chủ yếu cũng là gia công, dựa trên lao động giá rẻ, công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp. Việt Nam đang rất muốn vươn lên trong chuỗi giá trị, sử dụng lao động có chất lượng cao hơn, kỹ năng cao hơn, mang lại giá trị cao hơn cho nền kinh tế. Mặt khác, Việt Nam cũng đang rất muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Bởi vì ngoài những nhân tố như các nước khác bị đứt gãy về chuỗi cung ứng, Việt Nam còn đang bị những thách thức rất lớn về an ninh quốc phòng với những hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Việt Nam mong muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc càng nhanh càng tốt. Nhưng muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc thì rất cần những đối tác lớn mạnh như Liên hiệp châu Âu hoặc Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản tham gia nhiều hơn nữa. Và bản thân chính phủ Việt Nam cũng phải có đường lối thay đổi, đổi mới và ngay cả đổi mới về chính trị. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2020 với bản tin Xuân Phúc đợi dài cổ, đầu tư không thấy vào. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất, trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.